Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ soi những xếp đồ của tăng trưởng môn tháng vừa rồi cho anh em xem sơ qua anh em. Và ban hội Phật cũng có được một số anh em cao thủ được tăng trưởng môn. Và anh em cùng đợi Khả soi cho anh em xem đồ nha. Ok anh em. Đây anh em, chúng ta cùng soi xếp đồ của cao thủ Phi Trần anh em ơi. Tăng trưởng môn của năm độc tháng vừa rồi nha. Ok, anh em cùng xem xếp đồ của Phi Trần như thế nào. Và đã đạt tăng trưởng môn ngày hôm trước nha mọi người. Cứ một tháng thì giải đấu tăng trưởng môn của một tên môn phái sẽ xuất hiện một lần. Và anh em cùng xem xếp đồ của Phi Trần nha. Đây nè, tại Phi Trần thì hôm trước là bằng một set đăng bang đó mọi người, kèm với những món đồ mắt ộp như sau. Đó. Đó. Hôm nay thì Phi Trần đã đổi về set hiệp cốt. Chắc là vừa rồi là đánh set hiệp cốt rồi đánh tăng trưởng môn đó nè. Đó, lấy cái nhẫn phục hồi sinh lực 9 điểm. Và đây là set đồ hiện tại của Phi Trần. Với một sản đồ của năm độc trưởng thì hôm trước là chắc là mang cái vũ khí kháng băng chúng độc các kiểu này mà. Tầm này thì đi mang bơ ca thôi. Ui, boss đánh mình chết luôn nè, quá trướng. Rồi, hiện tại Phi Trần đang sở hữu cho mình một cái ấn thủ lớn nha nè. Là chết rồi, nằm im chỗ rồi cho anh em xem lại tổng thể S cái ạc Phi Trần một lần nữa nha. Hôm trước thì chắc là bận xếp hiệp cốt để đánh rồi. Đây, với một cái ấn phòng thủ lý 25 nữa nha nè. Một con ngựa không tiêu. Lâu ngày mới đậu rồi anh em. Đây, em đã đậu một set hiệp cốt. Với một nhẫn ngân bang 28. Kháng hộ 28. Bao tên thủ lý 21, làm chậm 30. Nón 25, mắt ộp hoàn toàn. Nón này nón từ điểm liên đấu ra nha năm. Áp hồn 50, cục phẩm. Đai lưng làm chậm 40. Đó. Rồi. Anh em đang xem đừng quên đã lại cho Phi Trần một like cho sự ủng hộ cho anh em. Tiếp tục vào những video tiếp theo sẽ soi đồ tiếp tục những cao thủ tăng trưởng môn cho anh em xem nha.